vắt cái này đi là nó hư mất. Vườn cây bưởi lợi của gia đình anh A Uy ở làng Đắc Đe đến nay chưa tròn một năm tuổi mà đã có cây cao vượt quá đầu người. Nếu chăm sóc tốt thì 7 đến 10 năm là được thu hoạch. Theo thời giá hiện nay, mỗi hecta không dưới 400 triệu đồng. Bưởi lợi rất dễ tính, loại cây này phát triển được ở nhiều vùng khí hậu khác nhau. Chỉ cần tận dụng diện tích bờ vùng, bờ thửa, đất sau nương rẫy cằn cỗi hoặc quanh vườn nhà là có thể trồng được bưởi lợi. Một việc làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy mà do không biết tính toán làm ăn nên mặc dù có sức khỏe, có đất đai nhưng gia đình anh A Uy vẫn thuộc diện nghèo nhất xã. Kể từ khi thiếu úy Võ Chí Dũng, đồn biên phòng 705 xuất hiện như một thành viên trong nhà thì mọi việc mới bắt đầu thay đổi. Anh Dũng xuống đây và nói khi nào trung bơ lơi phải giải cỏ, bỏ phân cái đầy đủ, bỏ phân chiếu nhất là phân trương á, phân trương là tốt hơn, lấy cái phân bò cái bón vào đây, đó là để cái bơ lơi này phát triển tốt, cây ăn quả do anh Dũng là hướng dẫn và không biết và hướng xuống đây hướng dẫn cho em, cho nên em bây giờ em chỉ thấy là cũng đỡ như trước. Không chỉ một mình A Uy, mà một năm trước đây đã có 7 hộ gia đình nghèo được già làng làm lễ kết nghĩa anh em với các cán bộ đảng viên đồn biên phòng 705 theo phong tục của người dân tộc Xê Đăng. Ở làng Khúc Long, có trường hợp anh A Gagun là cá biệt nhất. Trước đây đã từng có thời gian bỏ mặc vợ con theo đám bạn thuốc rượu khắp làng trên thôn dưới, nên năm nào cũng thiếu đói gay gắt đúc giáp hạt. Khi kết nghĩa với đại úy Nguyễn Thành Nhân, bước đầu cả hai cùng thống nhất dọn cây khoai mì ngắn ngày để sớm có thu nhập. Những khi làm việc cùng nhau, đại úy Nhân thường lựa lời khuyên giải Aragun về vai trò trách nhiệm của người đàn ông trong nhà, về quy hoạch lại vườn tược, về kỹ thuật chăm sóc vật nuôi cây trồng và cả hướng dẫn thủ tục vay vốn sản xuất nữa, nên Aragun đã thay đổi cách nghĩ. Bây giờ thì hai anh em lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Mới đây, đại úy Nhân còn bày cho anh cách làm chuồng heo, chuồng gà hợp vệ sinh và mua tặng gia đình một cặp heo để gây giống. Bằng cách làm này, Aragun bây giờ đã không chơi bời như trước mà còn nung nấu ước mơ làm giàu. Kết nghĩa với gia đình tôi thấy một năm nay thì làm mì, rồi các nuôi heo, nuôi gà, vịt đó, cũng được hơn mọi năm. Anh em bộ đội biên phòng 705 thì rất thương, rất yêu. Sắp tới là em cũng mong muốn là có cái nhà ở rồi giúp những cây trồng tăng thêm như bờ lời đó. Tại hội nghị sơ kết một năm, chương trình phối hợp giữa đảng ủy xã Dở Cơi với chi bộ đồn biên phòng 705 vừa được tổ chức mới đây. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng chủ trương của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum về việc thí điểm đưa đảng viên của đồn biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và kết nghĩa với các hộ gia đình nghèo đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực. Thực tế mà sau một năm đã chứng minh chứng cho là sự đúng đắn của chủ trương này, bởi vì hệ thống chính trị của cơ sở ngày càng phát triển và củng cố vững chắc, kinh hình ký tuổi xã hội đã phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện một bước đầu có hiệu quả. Cái điều đó đã minh chứng cho được là cái chủ trương mà đưa là đảng viên bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại cơ sở thôn làng đã phù hợp với lợi ích của đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở xã đây. Và sắp tới nữa là cấp ủy cơ sở cùng phối hợp tốt bộ đội biên phòng sẽ có kế hoạch rất cụ thể, chặt chẽ để mà triển khai nhân rộng mô hình này. Xã biên giới Dở Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum có 954 hộ thì có tới hơn 800 hộ thuộc diện đói nghèo và 2/3 trong số đó là rất nghèo. Tình trạng này cũng giống như nhiều địa phương trên các tuyến biên giới của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo đói luôn ở mức cao. Do vậy, cán bộ đảng viên của các đồn biên phòng được cử xuống sinh hoạt với các chi bộ thôn, làng cùng với việc tìm hiểu rõ những mặt còn hạn chế của hệ thống chính trị ở cơ sở để trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, làm chuyển biến tư duy, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ từ thôn đến xã. Thì việc nỗ lực tìm ra các mô hình mới, cách làm mới để trực tiếp tham gia giúp đỡ những hộ gia đình nghèo vươn lên ổn định cuộc sống luôn là mục tiêu mà họ hướng đến. Thực hiện cái mô hình này, tức là đưa anh em xuống để chọn những cái hộ nghèo nhất, là lấy cán bộ đảng viên là kết nghĩa với gia đình ấy.
thì cái người cán bộ đảng viên cũng có cái tâm huyết là đưa trau dồi kinh nghiệm, làm cái việc kinh nghiệm chung là đưa xuống từng hộ gia đình thì nó thuận lợi hơn. Và những cán bộ này đã được tập huấn, có kiến thức về kinh tế thì anh em biết là chắt chiu cái đồng vốn nhỏ ấy thì cái gì làm trước mắt, cái gì làm lâu dài, thì hướng dẫn cho bà con trong vòng 3-5 năm thì bà con có một cái kiến thức và khi đó anh em mình rút chân. Đây chính là một trong những nhân tố tích cực góp phần làm cho các hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc sẽ không ngừng được cải thiện. Những chính sách quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự tham gia giúp đỡ đầy nghĩa tình của những người lính biên phòng đối với người dân nơi vùng biên giới xa xôi sẽ tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Mối tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Tổ quốc.